Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng với ship.vn sẽ trên tay một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Corum, đã được ship.vn mua tại Choma Shop, một seller uy tín ở Mỹ thuộc quận Brooklyn, New York, và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ FedEx. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua hàng trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của FedEx để có thể theo dõi kiện hàng của mình một cách trực tiếp. Kiện hàng này đã được ship.vn mua và chờ khoảng hơn 3 tuần, ngày hôm nay đã về đến Việt Nam. Kiện hàng đã được kiểm tra một lần tại Mỹ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp để kiểm tra cũng như là có thể cho các bạn có những cái góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm ngày hôm nay. Bên trong chúng ta sẽ có hóa đơn mua hàng của Choma Shop. Đây là những một chiếc bóc chính của chúng ta, được Choma họ gói khá là kỹ thuật lưỡng bởi một lớp giấy dầu vẫn xung quanh hộp chính của chúng ta. Bên trong chúng ta vẫn sẽ có cái sticker quảng cáo của Choma này. Rồi, ngoài ra chúng ta sẽ không có gì đặc biệt khác, mình sẽ tạm thời để qua một bên. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta, vẫn được đang bọc trong một lớp giấy dầu khá là kỹ lưỡng. Đây là một thương hiệu cao cấp nha các bạn. Đây là sản phẩm với giá trị cao, cho nên là cho mày họ rất là kỹ. Chúng ta sẽ có một chiếc bóc cạc tông nữa. Phía trên đây chúng ta sẽ có một chiếc tem. Tem này là do Choma Shop dán nha các bạn, không phải của Corum dán. Để xem chúng ta sẽ còn thêm thông tin gì không. Đây, chúng ta sẽ có thông tin bên tem bên đây. Idaho, Titanium. Một số thông tin chúng ta sẽ không thấy được cái tên sản phẩm ngày hôm nay, nhưng mà lát nữa đây mình sẽ chia sẻ với các bạn tên của sản phẩm. Giá của sản phẩm này có giá niêm yết là 10.800 đô. Các bạn có thể thấy một mặt hàng có giá trị khá là cao, cho nên kỹ lưỡng trong việc đóng gói là điều rất là cần thiết. Mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem. Đây chính là chiếc bóc chính của chúng ta. Phía trên hộp chúng ta sẽ có một tông màu đen và logo cùng với tên thương hiệu Corum. La Chaux-de-Fonds chính là thành phố ra đời của thương hiệu này. Nhắc đến Corum thì vào năm 1955, Reno Banwell thành lập thương hiệu Corum tại La Chaux-de-Fonds, Thụy Sĩ. Di sản thủ công của hãng này đã tỏa sáng thông qua các tính năng kỹ thuật của Corum và cam kết của hãng về ngành chế tác đồng hồ với chất lượng cao. Chức năng là một khía cạnh quan trọng của tất cả hãng đồng hồ Corum, trong khi sự sáng tạo và sự táo bạo đến từ thương hiệu này cùng các thiết kế ấn tượng và chi tiết, đó là nền tảng của thương hiệu. Đó là những gì mà Corum họ nhắc đến. Bây giờ mình sẽ lấy chiếc hộp này ra. Khá là nặng ha các bạn. Đây chúng ta sẽ có một cái lớp giấy nhung bảo vệ. Rồi phía trên chúng ta sẽ có một chiếc thẻ đến từ thương hiệu Corum. Đây, phía sau này chúng ta sẽ có tên bộ máy nè, CO077, bộ máy automatic cơ khí nha các bạn. Rồi, mình sẽ tạm thời bỏ qua một bên. Tiếp theo mình sẽ có một tờ giấy chứng nhận chất lượng cũng như là thương hiệu, khẳng định về thương hiệu Corum. Rất là đẹp nha. Chà, chúng ta lại có thêm một tấm thiệp nữa. Để xem bên trong chúng ta sẽ có gì. À, mình nghĩ đây là chính là tấm thiệp để đựng hai cái chiếc thẻ và mẫu giấy này đây các bạn. Đây. Như thế này. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có một chiếc bóc với một tông vân gỗ khá là đẹp.
về việc và vật liệu của hình hoàn thiện chiếc bốc này, không biết là gỗ thật hay không thì mình không biết, nhưng mà tuy nhiên khi mà sờ và cảm nhận thì khá là cao cấp nha các bạn, các vân gỗ khá là tự nhiên. Chắc mình nghĩ là gỗ thật nha các bạn, tại vân gỗ mình rờ lên nó rất là thật, không có giả hay là nó quá láng mịn như là một cái, những cái mẫu gỗ mà giả gỗ hay là giả vân gỗ. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm cách để mở chiếc hộp này của chúng ta ra. Trước tiên là bên, để xem chúng ta sẽ có gì bên dưới này đây. Phía dưới đây chúng ta còn một ngăn nữa, mình chỉ thấy có một cái lớp đệm cao su thôi, tạm thời mình sẽ để qua một bên. Đây, một sản phẩm chính của chúng ta. Để tránh bà mồ hôi tay bám bẩn lên trên sản phẩm, mình sẽ đeo bao tay vào. Bên trong chính là nhân vật chính của chúng ta. Chiếc bốc của chúng ta với thiết kế này ở đây khá là đặc biệt nha các bạn. Chiếc bốc này, phía dưới này chúng ta sẽ được vát cạnh để lộ ra cái logo của Core Room rất là nổi bật. Chúng ta đấm nắp lại, chúng ta vẫn có thể thấy được cái logo này cực kỳ nổi bật. Phía trên đây chúng ta sẽ có tên thương hiệu nè, còn với Lotto Đề Phong, nơi ra đời của thương hiệu. Rồi, không để các bạn đợi lâu nữa, mình sẽ đi vào nhân vật chính của chúng ta. Đây chính là mẫu Core Room ngày hôm nay. Một sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100%, cho nên nó hơi dính một tí vào phía chiếc gối này, khá là chắc. Bên trong chúng ta cũng sẽ không có gì đặc biệt khác ngoài chiếc gối và sản phẩm của chúng ta. Rồi, các bạn có thể thấy siêu mặt của chúng ta vẫn còn nguyên. Đây là phần tách của sản phẩm. Ở đây, tách của sản phẩm này. Chiếc tách này thì cũng được làm bằng da nha các bạn, rất là cao cấp. Tên thương hiệu cùng với logo rất là nổi bật. Khóa của chúng ta vẫn còn nguyên siêu, rất là chắc chắn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái lớp siêu mặt ra để có thể review cho các bạn góc nhìn thực tế hơn. Rồi, mẫu sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên là Core Room Admiral Cup Legend Chronograph Automatic Blue Dial, một mẫu sản phẩm dành cho nam giới thuộc dòng Chronograph và thuộc bộ sưu tập Admiral Cup của thương hiệu Core Room. Đường kính của mẫu này sẽ là 47mm, một mặt số khá là lớn, thích hợp với các bạn nam cổ tay từ 18cm trở lên. Mã của sản phẩm này sẽ là A077-04177. Các bạn có thể đánh chính xác cái mã số mình vừa đọc vào trang chủ quỹ Sucheven để tìm mua sản phẩm với giá tốt nhất. Kính được sử dụng cho mẫu này sẽ là kính sapphire, cho cái độ trong suốt cũng như là độ chịu lực tốt, hạn chế trầy xước gần như là tuyệt đối. Mặt số của chúng ta sẽ có một tông màu dial màu xanh lam, một tông màu khá là nổi bật và thể thao. Màu xanh lam này là hot trend trong những năm gần đây, nó phủ sóng trên hầu hết các mạng xã hội. Chúng ta sẽ có các họa tiết khá là đẹp ngay trên nền số đây, lát nữa mình sẽ trình bày chi tiết hơn. Về phần cọc số, chúng ta sẽ có dạng cờ hiệu hàng hải, đây là một nét đặc trưng của thương hiệu Core Room. Các bạn có thể thấy những cái hình vật hình thang này chính là những cái lá cờ hiệu hàng hải, thay vì là được đánh số Arabic thì mẫu đồng hồ của chúng ta sẽ được đánh các dạng lá cờ hàng hải rất là nổi bật, rất là đẹp nha các bạn, một nét đặc trưng riêng cũng như là của bộ sưu tập này cũng như là của thương hiệu Core Room. Phía dưới các cọc số chúng ta sẽ có các dạng hình chữ V hướng ra và được phủ trên đó là một lớp luminoid giúp chúng ta có thể quan sát được trong điều kiện thiếu sáng. Tiếp theo, về phần bộ kim, chúng ta sẽ có bộ hai kim giờ và phút thuộc dạng là thanh thẳng, với đó là một lớp dạ quang khá là dày, rất là dày nha các bạn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy nó tạo lên một cái nét nổi bật cho đồng hồ của chúng ta cũng như là cực kỳ dễ quan sát trong các điều kiện thiếu sáng. Điểm đặc biệt tiếp theo chúng ta sẽ thấy trên ngay trên mặt đồng hồ, đó chính là ba sub dial rất là riêng biệt, hỗ trợ cho chúng ta các hoạt động thể thao. Đầu tiên chúng ta sẽ có một bộ đếm 60 giây, chính là chiếc kim giây nhỏ của chúng ta. Chiếc kim đỏ lớn này chính là chiếc kim Chronograph nha các bạn.
Về phần kim dây, chúng ta sẽ có một shoot dial riêng biệt ở góc 9 giờ, nó là bộ đếm 60 giây của chúng ta. Phía trên góc 12 giờ, chúng ta sẽ có bộ đếm 30 phút. Và phía dưới góc 6 giờ, bộ đếm 12 tiếng. Bộ đồng hồ chronograph của chúng ta mà hôm nay sẽ lên đến cho bộ đếm hỗ trợ lên tới 12 tiếng rồi nha các bạn. Tên thương hiệu và tên bộ sưu tập sẽ được đặt ở góc 3 giờ vì đã nhường chỗ cho shoot dial 30 phút ở góc 12 giờ rồi. Cho nên là họ sẽ dời xuống góc 3 giờ. Cùng với đó là cửa sổ lịch ngày và lịch thứ cũng sẽ được trang bị ở góc 3 giờ, rất là quen thuộc. Nó tăng cái độ đa dụng của mỗi sản phẩm của chúng ta lên rất là nhiều. Hầu như là những cái hoạt động hàng ngày hay là hoạt động đo đạc thời gian chúng ta đều được trang bị đầy đủ trên chiếc đồng hồ này. Về phần kim chronograph, chúng ta sẽ có thể thấy một thiết kế khá là nổi bật với phần đuôi kim là chính là biểu tượng của thương hiệu Corum, một cái biểu tượng là hình chiếc chìa khóa nha các bạn, nên mình sẽ để thiệt gần lại cho các bạn có thể nhìn thấy được, cực kỳ nổi bật, tăng cái độ nhận diện thương hiệu rất là mạnh cho Corum. Một chiếc kim chronograph màu đỏ. Tiếp theo về phần viền benzen và khung vỏ, chúng ta sẽ có một viền benzen và khung vỏ được hoàn thiện bằng chất liệu titanium với một cái tông màu xám rất là đặc trưng và được thiết kế cùng với vát cạnh 12 cạnh như thế này. Đây chính là một cái nét đặc trưng riêng biệt và giúp chúng ta dễ dàng nhận biết được bộ sưu tập Admiral so với các bộ sưu tập khác của thương hiệu Corum. Với titanium thì chúng ta sẽ có màu sắc mờ đặc trưng, mang lại cái nét chắc chắn, nam tính, mạnh mẽ. Và titanium thì không thể đánh bóng lại giống như là thép không gỉ. Đó là ban đầu thì titanium được sử dụng rộng rãi trong các ngành hàng không vũ trụ như là vỏ tàu con thoi, sản xuất các thiết bị y tế cho các vật liệu đặc biệt đó các bạn. Với đặc tính là nó sẽ cứng cáp, chống trầy xước tốt cũng như là chịu nhiệt cao, đặc biệt là siêu nhẹ nha các bạn. Những chiếc đồng hồ sử dụng chất liệu titanium này sẽ được tính toán nhẹ hơn 40% so với cái đồng hồ sử dụng chất liệu thép không gỉ 316L. Điều này thì sẽ giúp cho người đeo đồng hồ có cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Tiếp theo là bên trong khung vỏ, chúng ta sẽ được trang bị bộ máy automatic chuẩn SquidMate. Đây, phía góc 6 giờ chúng ta sẽ thấy dòng chữ SquidMate, đảm bảo cho chiếc đồng hồ của chúng ta sẽ hơn 60% chi phí sản xuất và lắp ráp tại Thụy Sĩ, cũng như là đạt được những cái chứng nhận đến từ Thụy Sĩ. Thời gian trữ cốt của mẫu đồng hồ này sẽ lên đến hơn 40 giờ một tí. Tiếp theo về phần dây đeo, chúng ta sẽ có một mẫu dây đeo bằng cao su. Giới trẻ hiện nay thì rất ưa chuộng sử dụng dây đeo cao su với độ bền, tiện dụng cũng như là chịu áp lực tốt, chống nước tốt hơn nhiều so với dây da và dây kim loại, phù hợp với phong cách thể thao, trẻ trung và năng động. Khóa được sử dụng cho mẫu này sẽ là khóa bướm với nút bấm như thế này. Chiếc khóa của chúng ta được thiết kế cũng khá là đặc trưng nha các bạn. Một hình vuông với đầu chữ V như thế này. Trên khóa chúng ta cũng có logo hình chiếc chìa khóa, chính là biểu tượng của Corum. Tên thương hiệu thì được in cực kỳ lớn trên chiếc khóa này luôn. Đây, chúng ta mình sẽ mở ra thử. Đây chính là chiếc khóa bướm của chúng ta, cực kỳ dễ dàng. Khóa của chúng ta cũng là được hoàn thiện bằng titanium nha các bạn. Đây, các bạn có thể nhìn vô những cái chế tác đánh phay xước xám mờ thế này. Tại vì titanium chúng ta sẽ không thể đánh bóng được, nên là rất là dễ nhận ra. Khóa của chúng ta thì vẫn còn mới 100%, siêu bên trong lẫn bên ngoài nha các bạn. Rất là nhẹ nhàng. Đó là về phần khóa. Khóa dây đeo của chúng ta thì được có một cái tông màu xanh lam, nó trùng tông màu với mặt đeo, nó mang lại cái nét thể thao rất là nhiều. Về phần đáy, chúng ta sẽ có một cái thiết kế đáy xuyên thấu lỗ máy như thế này, rất là quen thuộc trên các mẫu đồng hồ cơ khí. Cùng với đó chúng ta sẽ có một chiếc rotor được thiết kế cũng tương đối là nhỏ so với các mẫu đồng hồ cơ khí mà mình đã từng review. Nhưng đặc biệt thì tên thương hiệu Corum lại được in rất là lớn trên chiếc rotor này nha các bạn, tạo cái độ nhận diện thương hiệu là gần như tuyệt đối. Trên chiếc khe bát này chúng ta sẽ có một cái lớp siêu mỏng đó nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ có một cái dòng chữ và số màu đen như thế này. Có nghĩa là trên chiếc khe bát này chúng ta có một cái lớp siêu mỏng nữa. Khi sử dụng thì các bạn lưu ý là sẽ mở hết tất cả các siêu nha các bạn, không chừa cái siêu nào cả. Rồi, về phần khả năng kháng nước, chúng ta sẽ có một mẫu đồng hồ với khả năng kháng nước là 100m. Đây là một khả năng kháng nước là tương đối cao, các bạn có thể là yên tâm đi mưa, rửa tay, thậm chí là chơi một số môn thể thao dưới nước. Tuy nhiên thì chơi một số môn thể thao dưới nước thì chúng ta cần phải lưu ý, đây là một mẫu đồng hồ thời trang, chúng ta sẽ không được trang bị núm rìu rào. À, mình quên nói về cái phần núm này nữa. Phần núm vặn chính của chúng ta thì được thiết kế cũng tương đối là lớn hơn bình thường và sẽ có 2G
để tối ưu hóa cái hệ khả năng kháng nước. Tuy nhiên chúng ta chỉ có là nút vặn dạng kéo và đẩy thôi, chứ không được trang bị núm vặn reel down, có nghĩa là núm vặn xoắn mà thường thấy trên các mẫu đồng hồ Chocograph và đồng hồ Diver. Đó là điều lưu ý mà khi chúng ta chơi thể thao chúng ta hạn chế điều này, tại vì thể thao mình không có khuyến khích là chúng ta mang mẫu đồng hồ để có thể lặn dưới nước, chúng ta cần phải đồng hồ chuyên dụng hơn, đó là đặc biệt là những vòng Diver. Về phần khả năng Chronograph của mẫu này, chúng ta sẽ có hai nút và bấm chính. Phía trên đây chính là nút Start Top, được làm với dạng hình hộp cho nên chúng ta rất là dễ bấm. Một số mẫu thì chúng ta sẽ có dạng hình tròn, đó là tùy theo mẫu thiết kế của mỗi hãng cũng như là những sở thích mà chúng ta sẽ tìm mua những mẫu Chronograph với những thiết kế khác nhau. Phía dưới đây chính là nút đặt lại của chức năng Chronograph, rất là đơn giản. Đây là những cái chức năng mà thường thấy trên các mẫu đồng hồ thể thao. Rồi, trên phần cây bắt chúng ta sẽ có thêm một số thông tin khả năng kháng nước thì mình vừa trình bày. Tên thương hiệu nè, dòng chữ Swissmade khẳng định chất lượng bộ máy bên trong, rồi tên bộ sưu tập Admiral. Rồi, đó là một số góc quay thực tế. Thì tổng kết lại, chúng ta sẽ có một mẫu đồng hồ mang cái thiết kế phong cách đậm chất thể thao, được hoàn thiện bởi các vật liệu rất là cao cấp. Không chỉ có vẻ ngoài ấn tượng mà thẩm mỹ, mẫu sản phẩm này chúng ta còn được đảm bảo với chất lượng bộ máy automatic đến từ Thụy Sĩ bên trong. Chiếc đồng hồ này sẽ phù hợp với các bạn nam nè, đam mê thể thao và ưa thích thể hiện được cái phong cách riêng của mình. Đó là một số cái góc quay thực tế về mẫu sản phẩm ngày hôm nay, cũng như là những chia sẻ của eShip.vn về mẫu Chrome dành cho những bạn nào đang quan tâm đến dòng Chrome nói chung, hoặc là đặc biệt là bộ sưu tập Emerald nói riêng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.